chiều ngày 22 tháng 1 năm 2021, tức ngày 10 tháng 12 năm canh tí, tại văn phòng Ban trị sự số 2 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021. Hội nghị đặt dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoàng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng sự tham dự của Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Chư Tôn đức Trưởng ban, Phó ban, Thư ký của 30 đơn vị quận huyện thị trên địa bàn toàn thành phố. Hội nghị cũng được đón tiếp ông Nguyễn Huy Đệ, Phó Phòng Dân tộc Tôn giáo Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Trung Thành, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội bà Phạm Bảo Khánh, Phó ban Tôn giáo thành phố Hà Nội, ông Ngô Chí Dược, trưởng phòng an ninh đối nội công an thành phố Hà Nội. Hội nghị đã nhất trí thông qua bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 mà Ban Thư ký đã trình bày trước hội nghị. Trong đó nêu rõ, năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Chư Tôn Đức thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, các công tác Phật sự của thủ đô vẫn ổn định và hoàn thành các tiêu chí mà nghị quyết hội nghị tổng kết năm 2019 đã đề ra, điển hình là công tác tăng sự, công tác tổ chức công tác giáo dục và đặc biệt là công tác từ thiện xã hội với số tiền từ thiện năm 2020 lên tới 105 tỷ 876 triệu 400 nghìn đồng. Cũng trong hội nghị này, Thường trực Ban trị sự đã trao bằng tuyên dương công đức cho 15 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vật sự năm 2020, đồng thời công bố và chúc mừng cho một hòa thượng, năm thượng tọa, năm ni trưởng, 32 ni sư đã được Hội đồng trị sự chuẩn y tấn phong hàng giáo phẩm trong hội nghị thường niên ngày 18 tháng 1 năm 2021 vừa qua. Tiếp sau đó, hội nghị đã được ban tổ chức giới đàn thông qua kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Phật giáo thủ đô năm 2021 và triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện, thị, nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như tuyên truyền giáo hóa nhân dân Phật tử hướng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội nghị đã được lắng nghe những ý kiến phát biểu của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị đại biểu tham dự hội nghị nhằm xây dựng và hoàn thiện bài báo cáo công tác Phật sự năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị kết thúc trong không khí trang nghiêm và hoan hỷ của các đại biểu tham dự sáng cùng ngày, Tri Tôn Đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã có cuộc họp nội bộ để bàn về công tác tăng sự cũng như việc tổ chức Đại giới đàn Phật lịch 2565, dương lịch 2021 và việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các quận, huyện, thị trên địa bàn thành phố. Cũng trong phiên họp này, Tri Tôn Đức thường trực Ban trị sự đã tặng hoa chúc mừng thượng tọa Thích Thanh Phúc được Giáo hội chuẩn y tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và ni sư Thích Đàm Lan được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng.